cháu nội, cháu ngoại. Con muốn mẹ cơ, mẹ cơ. Ngoan nào, mẹ đang bận bế em bé. Bố con mình đi ngủ thôi. Cuối cùng lừa mãi cũng chịu ngủ rồi, mệt ghê. Anh này, em mới sinh con, anh lại đi làm từ sáng đến tối mịt. Trong khi đó cô Tèo mới 2 tuổi, vẫn cần người trông nom nó. Em tính gửi con sang bà nội một thời gian. Thôi em, bà nội cũng có tuổi rồi, cho mẹ nghỉ ngơi chút chứ. Anh tính cứ đón bà ngoại lên đây trông cháu, tiện chăm cả em nữa. Sao anh lại nói thế chứ? Bà nội vất vả thì bà ngoại cũng vất vả mà. Với lại bà ngoại ở nhà còn chăm ông nữa. Ôi dào, em không phải lo. Gia đình dì Năm ở ngay cạnh đó chăm nom ông còn gì. Có khó khăn mình mới cần bà giúp. Mà với lại có khi bà còn muốn sang chăm cháu quá ấy chứ. Thế nhé, để mai anh đi đón bà lên. Ơ, mẹ, mẹ lên thật à? Tôi chả lên với cô thì lên với ai. Mẹ trông cháu giúp con, để con nấu cơm cho mẹ. Ấy ấy thôi, con cứ trông con bé đi để mẹ nấu cho. Chắc thèm cơm mẹ nấu lắm rồi ấy nhỉ. Mẹ nấu cơm tối cho mẹ với vợ con thôi nhé. Tối nay con có công chuyện chút à. Anh đón mẹ lên mà lại để mẹ trông em rồi đi ăn ngoài sao? Em nói cái kiểu gì vậy? Anh đi hẹn công việc bàn bạc, đã hẹn từ trước rồi. Giờ mẹ lên chơi với em là vui rồi. Anh... Ấy ấy, hai đứa, có cái gì đâu mà phải to tiếng với nhau. Làm cháu của bà giật mình bây giờ. Con có việc thì cứ đi đi lắm mà. Để cái Mẫn với con bé mẹ trông cho. Cậu thế mà khá, vợ mới sinh mà vẫn đi nhậu cùng bọn tớ được. Chuyện bạn bè chiến hữu đâu thể bỏ được. Hay chúng ta kết giao thông gia đi. Thằng cô nhà tớ quá đẹp trai, lại thêm con bé mới sinh nhà cậu. Được, được. Từ giờ trở đi, cậu phải năn đến chơi và nịnh con trai của tớ đi. Chơi thì đúng, nhưng sao phải năn nịnh chứ? Chả nhẽ không, bố mẹ vợ phải nịnh con rể, để con rể còn đối xử tốt với con gái nhà mình là điều hiển nhiên rồi còn gì nữa. Phải, phải, bố vợ là phải cưng con rể như cục vàng cục bạc. Bà là ai thế ạ? À? Già rồi nên lẩm cẩm hả ông Lâm? Tôi là vợ ông chứ ai vào đây nữa. Điều gì đây? Phải chăng mình đang mơ? Rõ ràng mình đang uống rượu cùng đám bạn mà. Vợ mình sau 30 năm đây ư? Biết đâu được đây lại là một giấc mơ thấy được trước tương lai. Dạo này tôi đau lưng quá bố nó ạ. À? Già rồi thì tất nhiên là hay đau lưng rồi. Mà chúng ta có mấy đứa con nhỉ? Ồ hay cái ông này. Hết quên tôi rồi quên cả con cháu. Chúng ta có 2 đứa là cái Lan và thằng Tèo. Mà cái Lan dạo này chẳng thấy về chơi. Chắc nó bận lắm, để tôi đấm lưng cho. Mà cái bệnh hen của mẹ nó từ xưa đến giờ có đỡ hơn không? Giờ tôi phải dùng đến thuốc kè kè ở bên đây. Hôm nay tôi sẽ nấu canh cua với cà, rồi vợ chồng mình cùng đi dạo công viên gần nhà nhé. Vợ chồng mình vẫn lãng mạn như ngày nào. Con chào bố, con chào mẹ ạ. À? Hôm nay cả nhà sang nhà bà ngoại chơi à? Vào đây với bà nào. Đâu có mẹ ơi, nay dưới quê nhà chồng con có việc cổ bàn. Con đưa con bé sang nhờ bố mẹ trông giùm. Thế ông bà nội nó đâu? Ông bà đi cùng thì bảo ông bà bế giúp cũng được mà. Chồng con bảo chẳng mấy khi ông bà nội được về quê, cho ông bà thảnh thơi đi thăm hàng xóm láng giềng. Với lại con bé cũng đang lên cơn sốt, có mỗi mẹ con chăm được thôi ạ. À? Ồ hay, hai vợ chồng con bé này. Nghĩ cho bố mẹ chồng đi chơi thảnh thơi, còn mình với mẹ nó thì làm sao chứ. Thôi được rồi, vợ chồng con cứ đi chơi để mẹ trông cho. Nó ốm thế này, đem nó đi cũng khổ nó ra. Nhưng bà đang đau lưng còn gì? Mẹ đau lưng ạ, à? Thế mà con không biết. Hôm trước con đi hàng, có cầm loại xoa bóp về cho mẹ con. Nghe bảo dùng tốt lắm. Mẹ đau thì để hôm nào con nhờ người mua cho. Mẹ cảm ơn. Thôi, hai đứa đi luôn kẻo trời trưa nắng rồi. Gớm, đã có lòng thì nhớ từ lúc mua tặng bà thông gia đi. Sao giờ mới thèm quan tâm đến mẹ vợ? Bà cứ ăn chút đi.
Kệ nó, tí thì cho ăn. Ấy chết, sắp đến giờ con bé buồn ngủ rồi, phải cho ăn luôn, không là nó bỏ bữa đi. Tí tôi ăn cũng được. Bà không sao chứ? Tôi không sao đâu, có thuốc ở bên rồi mà. Vợ chồng cái Lan thật là, bà ngoại đang không khỏe, vậy mà chẳng nghĩ gì cho bà ngoại. Thôi ông à, cháu bà nội tội bà ngoại. Chỉ mong nhà chồng người ta đối xử tốt, yêu thương con gái mình, là lòng người mẹ như tôi yên tâm rồi. Tôi xin lỗi vì ngày xưa đã nghĩ như thế. Mẹ đẻ hay mẹ vợ đều là mẹ của mình. Mẹ vợ mang nặng đẻ đau vợ mình, để rồi vợ mình về nhà lo cho chồng con. Đáng lẽ ra mình phải thương như mẹ ruột, vậy mà... Lâm ơi! Uống có chút mà sai ngủ ly bì thế không? Dậy uống tiếp nào. Thôi, tôi phải về đây. Hôm nay mẹ vợ tôi đến. Ông sao vậy? Kệ đi, bà ngoại trông cháu là bình thường mà. Không, mẹ nào cũng là mẹ. Mẹ có lòng trông cháu giúp thì mình phải có lòng quan tâm mẹ chứ. Thế nhé, chào mọi người. Vụ trộm bí ẩn. Từ ngày có kẻ cai quản, huyện ta mới trật tự an bình như này. Cũng nhờ thế mà mấy năm nay bọn đạo tặc im hơi lặng tiếng hẳn, tịnh không còn lấy một vụ trộm. Mà nghe đâu á, ông ấy sắp hết thời gian nhậm chức rồi, đang sửa soạn trở về quê thì phải. Lên bỏ ngục 3 năm vì tội trộm cướp, dẫn đi diễu phố, trừng trị nghiêm minh, làm gương cho kẻ khác. Kỳ này tôi mời anh đến đây, nhờ anh một việc là trả thù tinh quan Thanh Chương đó. Chuyện nhỏ, phàm là quan, ai trả đục khoét chút đỉnh, âu việc làm cướp của chúng ta cũng coi như góp một tay trừ bão cho dân. Vậy đợi trong đêm nay, khoảng canh ba, chúng ta sẽ lẻn vào nhà hắn, xem thực hư tình hình thế nào, rồi cùng thực hiện. Được. Bẩm ông, chừng này đã đủ chưa ạ? Cũng hòm hòm rồi đấy, ngày mai chúng ta chỉ việc lên đường thôi. Quả là không sai, trước khi về quê hắn cũng đã đục khoét được kha khá của cải, xem ra cũng khá khẩm không kém gì mấy ông quan trước. Thế mà chúng ta phải bàn bạc kế hoạch cụ thể để hành động ngay thôi. Ngày mai chúng đã rời đây về quê rồi. Cẩn thận một chút, chúng đều là những thứ quý giá cả đời của ta. Bao mau đưa luôn lên thuyền giúp ta đi. Tạm biệt ngay. Tạm biệt bà con. Cảm ơn bà con đã nhiệt tình đưa tiễn tôi thế này. Thật là Thanh Chương tôi cảm kích vô cùng. Chúc bà con và Nguyễn Lý ta luôn bình an, không còn bọn đảo tặc làm càn. Chào ngài, có dịp mời ngài ghé thăm. Bẩm ông, chúng ta đi gần hết huyện lỵ rồi, nhưng trời cũng đã tối. Mời ông tạm nghỉ ở trấn này một đêm vậy, sáng mai ta đi tiếp. Được. Bẩm ông, có trộm. Bẩm ông, bọn đạo tặc to gan, ông chưa rời khỏi huyện, chúng đã nổi dậy hoành hành. Hay là ông cho lệnh quay trở lại, chúng còn quyết tìm ra thủ phạm. Dù sao quan mới cũng đã về nhậm chức, ta quay lại cũng là điều không nên. Nhưng bẩm ông, chẳng nhẽ lại bất lực để bọn cướp ngang nhiên cướp hết bao năm của ông sao? Thôi, trời bên kẻo muộn, chúng trộm được rồi, tất đã cao chạy xa bay, giờ có đuổi theo cũng thành vô ích. Lần này chúng ta đã đánh được quả lớn, thùng nào thùng nấy nặng lắm. Xét cho cùng, ông ta cũng là một ruột với anh em ta, cùng là quân kẻ cướp thôi phải không? Có những lúc chúng ta phải hợp sức thì mới vạch trần được lũ sâu bọ này. Giờ thì để xem chúng ta đục khoét của dân bao nhiêu nào. Mày đâu, mở nắp thùng ra cho ta.
Trời ơi, sao lại nhiều đến thế này chứ? Trông giống như mấy cái rương của ông đã bị đánh cắp thế nhỉ? Quả nhiên là mấy cái rương của ta, ta cứ tưởng chúng đã mất rồi. Gửi quan Trương Thanh, khi ông trời huyện có mang theo 10 chiếc thùng gỗ lớn, không khỏi khiến chúng tôi thêm phần hoài nghi về vị quan nổi tiếng thanh liêm như ông. Cho nên, chúng tôi đã lên kế hoạch đi theo để lấy trộm bằng được tài sản của ông. Trước là trả thù và cảnh cáo ông, sau là vạch trần bộ mặt của quan lại các ông cho dân chúng biết. Nhưng mở xem, mới thấy tất cả mấy cái rương gỗ đều toàn sách là sách. Vì chỉ có một cái rương bên trong có chứa túi tiền nhỏ, mở ra thấy có 32 đồng. Một viên quan huyện thanh liêm khi nhậm chức cũng có được 10 vạn đồng. Ông làm huyện lệnh nhiều năm vậy mà vẫn nghèo như không. Bọn tôi lúc trước đã mạo phạm nhiều, thật sự xin lỗi ông. Đặc biệt xin trả lại những vật đã lấy trộm trước kia. Mong được đại nhân bao dung tha thứ. Đời này tôi xin cúi đầu ái mộ ông và tự hứa đây là vụ trộm cuối cùng của đời mình. Cái hố. Ôi. Này chú, có chuyện gì vậy? Cháu đi đường không để ý nên xe bị lún ổ gà bà ạ. Chết thật, sao trước cửa nhà mình lại có cái hố nhỉ? Để tôi gọi người tới giúp chú nha. May quá, cái ổ cũng không to lắm. Cảm ơn bà, cháu thoát được rồi. Đường với xa, nguy hiểm quá. Bà ơi, trời đang mưa mà bà định đi đâu thế? Trước cửa nhà mình có cái hố, bà định ra đánh dấu chỗ đó lại, chớ có ai đi qua còn biết đường mà tránh chứ. Ôi trời ơi, cháu cứ tưởng có việc gì. Người ta đi đường, người ta phải nhìn đường chứ. Thôi, bà ở trong nhà cho khỏe, ra ngoài chẳng may trúng gió rồi cảm lạnh thì khổ ra. Nhưng mà... Không như gì hết, bà mau vào nhà đi, khổ, già cả rồi còn cứ lo mấy chuyện bao đồng. Tư ơi, Tư. Dạ, bà gọi cháu ạ. Hôm qua mưa lớn, làm cái hố to như cái ổ trâu rồi kìa. Cháu mau lấy đất lấp lại đi, kéo người ta đi qua lúng thì nguy hiểm lắm. Bà ơi, cái hố nó ở giữa đường chứ có phải trong nhà mình đâu, mà bà cứ để ý đến nó làm cái gì. Mà hố to như thế, người ta đi thấy nó thì tự tránh ra thôi, có làm sao đâu. Cháu còn bận ra đồng nữa, thời gian đâu mà lấp chứ. Nhưng để thế này á, ngày mai trời mưa to, nó lại lỡ ra, thế nào cũng có người ngã nữa cho mà coi. Ai sợ ngã thì người đó tự ra mà lấp hố. Thôi, cháu ra ruộng gặt đây. Thằng bé đi gặt sao về muộn thế, mà trời cứ mưa mãi không tạnh thế này, chẳng biết lúa má ra sao nữa. Trời ơi, mưa gì mà dai thế không biết. Cứ tưởng một lúc là tạnh nên mới trú mưa. Trời ơi, ai ngờ. Cuối cùng thì cũng về đến nhà rồi. Về đến nhà còn ngập à, chạy nhanh qua mới được. Trời ơi, cứu. Rượu thuốc ông ngâm 10 năm nay đấy, sai khớp đến mấy cũng chỉ dăm bữa là khỏi thôi. Cháu yên tâm. Cũng chỉ tại cái hố trước cửa nhà mình, nước mưa ngập che lấp mất nên cháu không nhìn thấy. Thì bà đã nói là cháu phải lấp cái hố đấy đi rồi mà. Cháu không chịu lấp rồi còn trách ai? Cháu cứ nói là không liên quan đến mình đi. Giờ thì chính cháu chịu hậu quả từ cái hố ấy đấy. Thế cái xe lúa mới gặt của cháu làm sao rồi? Hỏng rồi bà ạ. Cả lúa lẫn xe luôn.
Xe thì hỏng, lúa cũng hỏng nốt. Thôi, của đi thay người cháu ạ. Cháu biết rồi bà ạ. Ngày mai cháu sẽ lắp cái hố đó lại. Ừ. Lựa chọn cuối cùng. Em sẽ mặc một chiếc váy này vào ngày cưới của chúng ta. Anh vẫn đủ sức mua cho em một bộ váy cưới thật đẹp cơ mà. Dù sao bố mẹ em cũng không còn, bên nhà anh lại không đồng ý với hôn sự này. Hôn lễ của chúng ta cũng chỉ có mỗi anh và em. Ăn mặc đơn giản một chút cũng không sao. Cuộc sống sau này còn chưa biết thế nào mà. Mẹ anh luôn định kiến về trẻ mồ côi, nên lúc nào cũng nghĩ xấu về em. Giá như bà ấy biết em là cô gái tốt bụng, đơn thuần thế nào. Cuối cùng hồ sơ chuyển viện cho bố cháu đã hoàn tất. Cảm ơn bác nhiều năm qua đã tận tình giúp đỡ hai bố con cháu. Cháu xin phép về đây ạ. À, đưa bố vào viện dưỡng lão. Hy vọng cháu sẽ không phải hối hận về quyết định của mình. Bác cũng biết cháu sắp kết hôn rồi mà. Gia đình nhà chồng vốn đã không ưng cháu. Nếu để chồng sắp cưới biết cháu có một người bố bị liệt hoàn toàn, cháu chỉ sợ 10 năm khổ cực là quá đủ rồi. Giờ cháu cũng có quyền được hạnh phúc. Cậu ấy đã đến muộn 2 tiếng rồi. Con đã thử gọi cho chồng sắp cưới của con chưa? Dạ con gọi rồi, nhưng không thấy anh ấy bắt máy. Cô đến bệnh viện ngay đi, thằng Lâm nó đang bị tai nạn giao thông rồi. Bác nói thật không bác? Sao có thể? Anh Lâm, sao lại thế này? Bác sĩ nói có thể nó phải nằm cả đời như thế này. Ôi con trai tôi, tương lai đang sáng lạng, giờ thì... Ông trời ơi, ông đang trừng phạt con ư? Sao số con lại khổ thế này? Không ngờ chuyện này lại xảy ra với cháu. Bác thật sự rất tiếc. Không sao đâu ạ. À, dù gì cháu cũng đã quen với việc chăm sóc người bị liệt rồi. Vậy là cháu quyết định ở vậy chăm sóc cậu ta cả đời. Vâng ạ. À, cháu thật sự rất yêu anh ấy. Tình yêu đúng là điều kỳ diệu nhỉ. Nó khiến cháu quên rằng bản thân đã từng mệt mỏi, khổ cực như thế nào trong suốt 10 năm chăm sóc người bố bị liệt của mình. Bỏ rơi bố mình để chăm sóc một người xa lạ. Cháu đang nghĩ gì vậy Vi? Bác thật thất vọng về cháu. Cháu hãy suy nghĩ kỹ đi. Ngay đến cả bố ruột, cháu cũng không thể kiên cường đến cùng. Liệu đối với cậu ta, cháu sẽ cố gắng được bao lâu? Gần đây, ông cụ có biểu hiện chán ăn, mất ngủ. Cụ cũng có vẻ trầm tính hơn hẳn hồi mới vào. Vậy ư, để em vào xem thế nào đã. Con xin lỗi vì giờ con mới quay lại thăm bố. Đến giờ ăn rồi, để con đút cháo cho bố nhé. Tuổi thơ của tôi gắn liền với việc chăm sóc người bố bị liệt do tai biến. Bác sĩ nói rằng ông sẽ mãi sống với tâm trí của một đứa trẻ. Vì lo cho bố, tôi gần như không còn thời gian dành cho mình. Tôi phải gạt bỏ nhiều sở thích của bản thân, từ bỏ nhiều cơ hội tốt đến với mình. Thôi nào bố, công việc của con đang lu bu, lại thêm bố nữa, con mệt mỏi lắm rồi. Trong suốt 10 năm qua, dù có thương bố đến thế nào, thì cũng có những lúc tôi thật sự muốn buông tay. Bố đang gọi tên con sao? Con xin lỗi bố, con là đứa không ra gì. Sao con lại có thể để bố một mình ở đây chứ? Tất cả là lỗi của con. Trước kia em tin mình có thể mãi mãi bên anh. Dù có chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ em biết mình không thể. Anh còn có gia đình của anh, nhưng bố chỉ có mình em thôi. Từ bây giờ, em muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho bố.
Em xin lỗi vì không thể đợi anh tỉnh lại rồi mới đi. Em sợ, sợ đến lúc đó anh sẽ níu giữ em. 5 năm sau. Lâu nay cháu có nghe ngóng thông tin gì về cậu Lâm không? Cháu đã bỏ rơi anh Lâm lúc anh ấy khó khăn nhất. Chỉ nghĩ đến anh ấy thôi cũng khiến cháu thấy đau lòng. Cháu đâu dám nghe ngóng thông tin gì về anh ấy. Giờ cháu chỉ muốn cùng bố sống những tháng ngày vui vẻ. Cháu cũng đừng tự trách mình quá. Không có sự lựa chọn nào hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Chỉ có lựa chọn tốt nhất tại thời điểm đưa ra quyết định thôi. Lẽ tự nhiên. Có một chàng trai tính tình ngay thẳng, chính trực, nên anh luôn tự cho mình quyền được tham gia vào chuyện của mọi người trong làng. Hễ ai có chuyện gì là anh ta chạy đến giải quyết, dàn xếp, nhưng nhiều khi khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, chuyện nhỏ thành chuyện lớn hơn. Lạ nhỉ, sao ai cũng tin vào bức tượng thần kia nhỉ? Chỉ là bức tượng thôi mà, làm sao nghe được, nói được mà cứ có chuyện gì cũng đến đây để cầu xin. Này ngài, sao mọi người lại có thể đến cầu xin mọi việc nơi ngài trong khi ngài chỉ ngồi im thế kia? Ngài có thể hiểu được lời cầu nguyện của mọi người không? Người có muốn thử không? Thật ư? Vậy ngài cho ta ngồi thử vị trí của ngài xem sao. Tuy nhiên, ngươi phải hứa với ta một điều, đó là ngươi chỉ được phép ngồi im lặng, tuyệt đối không được mở miệng. Được, ta thuận theo ý ngài. Cầu xin thần ban cho con một công việc tốt. Con xin cảm tạ thần đã ban cho con nhiều mối làm ăn suôn sẻ. Nay con xin ơn trên phù hộ cho con được làm thêm nhiều việc tốt nữa, để con tích đức cho đời con cháu con. Ngươi tuyệt đối không được mở miệng. Xin thần ban cho con chút tiền, cả nhà con đã nhịn đói mấy ngày nay rồi. Ôi tạ ơn người, người đã nghe thấu lời cầu xin của con rồi ư? Linh nghiệm quá, linh nghiệm quá. Đấy là tiền người ta đánh rơi, không phải của thần ban cho đâu, ngốc à. Ngươi tuyệt đối không được mở miệng. Con cầu xin thần ban cho con được bình an ra biển đánh cá. À đây rồi, đúng là đây rồi. Có thần thánh chứng giám đấy nhé. Có phải ngươi lấy túi tiền ta vừa đánh rơi ở đây hay không? Ta chỉ vừa mới về, đã phát hiện túi tiền bị mất, nên liền quay lại đây. Ờ, cái ông này, túi tiền nào? Tôi nào có biết túi tiền nào? Lại còn chối à? Ông xem, trời đã muộn thế này, nãy giờ làm gì còn ai đến đây ngoài ta và ông? Chỉ có thể là ông thôi. Ông đừng có mà vô lý nha. Tôi nào biết cái túi tiền khỉ gió nào của ông? Ông đi ra chỗ khác mà tìm. Chỗ này là chỗ thần thánh, không được làm kinh động. Đi chỗ khác để tôi còn cầu khẩn. Ông bắt được túi tiền thì xin trả cho tôi. Đừng vì sinh lòng tham mà chối bỏ. Ông mau trả lại túi tiền cho tôi đi. Dừng lại. Hả? Anh là... Tôi chỉ là một người bình thường. Nãy giờ tôi ngồi trên này chứng kiến hết mọi chuyện. Để tôi nói cho các anh biết, chả là thế này. Sau hồi phân giải, mọi việc được dừng lại. Người ngư dân không may gặp nạn. Người giàu tìm được lại túi tiền. Người rách rưới buồn bã cảnh đói khổ của gia đình. Người cảm thấy làm vậy là đúng chăng? Thưa ngài, rõ ràng mọi chuyện là như vậy. Nếu không phân xử thì làm sao họ nhận ra chân tướng sự việc? Nhưng người có thấy, nếu người không mở miệng, cả gia đình nghèo kia được cứu, người giàu mất chút tiền, nhưng vì giúp người khác mà tích được đức, người ngư dân vì một chút bực dọc cho trận cãi vã mà có thể không ra biển hôm ấy thì đã không gặp nạn. Tôi... Trong cuộc sống, nhiều khi nên để mọi chuyện tiến triển theo lẽ tự nhiên thì kết quả sẽ tốt hơn. Vì khi đối mặt với sự việc, thôi,
Ngươi về mà ngồi xem lại bản thân mình đi đã. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.